Laudetur Jesus Christus, Vatican News tiếng Việt. Radio Vatican, Vatican News tiếng Việt. Chương trình phát thanh hàng ngày về các hoạt động của Đức Thánh Cha, tin tức của Tòa Thánh và Giáo hội Hoàn Vũ được phát 7 ngày trong tuần từ Vatican và Roma. Mời quý vị nghe chương trình phát thanh ngày hôm nay, thứ Năm ngày 17 tháng 6 gồm có: trước hết là bản tin, tiếp đến là mục gặp Đức Giáo Hoàng, và cuối cùng là giáo huấn vui. Bây giờ, kính mời quý vị cùng Ngọc Huynh và Jen Kabur theo dõi tin tức. Các giáo hội Kitô kêu gọi Tổng thống Biden và Putin quan tâm đến hòa bình và công lý. Geneva. Hội đồng các giáo hội Kitô thế giới kêu gọi Tổng thống Biden và Putin, những người có trách nhiệm lớn, tìm kiếm những con đường cho hòa bình và công lý. Không chỉ thế giới, các giáo hội Kitô trên toàn thế giới cũng mong chờ những điều tốt lành diễn ra trong hội nghị thượng đỉnh vào ngày 16 tháng 6 tại Geneva giữa Tổng thống Mỹ Joe Biden và Tổng thống Nga Vladimir Putin, bằng việc mời gọi mọi người khắp nơi trên thế giới cầu nguyện để hai nhà lãnh đạo thế giới được dẫn dắt trong việc tìm kiếm những con đường cho hòa bình và công lý. Hội đồng các giáo hội Kitô thế giới là một tổ chức đại kết có trụ sở tại Geneva với 350 giáo hội Kitô tin lành, chính thống, Anh giáo và các hệ phái Kitô khác của 120 quốc gia trên thế giới, đại diện cho 550 triệu Kitô hữu. Trong một lá thư gửi đến hai tổng thống vào ngày 14 tháng 6, Loan Sauka, tổng thư ký của Hội đồng các giáo hội Kitô thế giới viết: "Từ trụ sở của chúng tôi và khắp nơi trên thế giới, nơi các giáo hội thành viên của chúng tôi đang thi hành sứ vụ, chúng tôi dõi theo và cầu nguyện để các dấu hiệu hy vọng xuất hiện từ cuộc họp của quý vị. Trong khi chúng ta vẫn đang vật lộn để vượt qua đại dịch COVID-19, thế giới được kêu gọi phải đối diện với những thách thức lớn hơn nữa để đối phó với những tác động kinh tế và xã hội rộng lớn hơn của đại dịch." Trong thư, các giáo hội cũng nói về bóng ma dai dẳng và vẫn đang gia tăng của một cuộc xung đột hạt nhân thảm khốc, đặc biệt trong bối cảnh hợp tác kiểm soát vũ khí suy giảm và căng thẳng địa chính trị ngày càng gia tăng. Tổng thư ký viết tiếp: "Là lãnh đạo của hai quốc gia, với lịch sử cụ thể và vai trò hiện tại trong các vấn đề thế giới, quý vị có trách nhiệm đặc biệt để làm giảm căng thẳng và đạt được một mối quan hệ ổn định, theo một cách thức nhằm cải thiện, chứ không làm suy giảm viễn tượng hợp tác toàn cầu cách hiệu quả trong việc giải quyết cuộc khủng hoảng đa dạng và phức tạp mà thế giới đang phải đối mặt ngày nay. Chúng tôi cầu nguyện cùng Thiên Chúa của sự sống và hòa bình, truyền cảm hứng và hướng dẫn quý vị trong nhiệm vụ thiết yếu này vì lợi ích cho người dân của quý vị, cộng đồng nhân loại và cho công trình sáng tạo." Theo phát ngôn Nhà Trắng Jen Psaki, hai nhà lãnh đạo giải quyết một loạt các vấn đề cấp bách nhằm khôi phục sự ổn định và quan hệ giữa Nga và Mỹ. Tác động kinh tế và xã hội của đại dịch COVID-19, biến đổi khí hậu, căng thẳng địa chính trị và cuộc chạy đua vũ trang hạt nhân là những vấn đề phụ thuộc vào chính phủ của hai nhà lãnh đạo thế giới và đặc biệt gần gũi với trái tim của giáo hội. Đức Hồng Y Parolin, chủ sự buổi canh thức cầu nguyện cho người di cư. Roma. Chiều tối thứ Ba ngày 15 tháng 6, Đức Hồng Y Pietro Parolin, quốc vụ khanh tòa thánh, đã chủ sự buổi canh thức cầu nguyện cho người di cư do Cộng đoàn Thánh Egidio tổ chức tại Vương cung Thánh đường Đức Maria ở Trastevere, Roma. Trong buổi cầu nguyện, thông tin về người di cư đã được Cộng đoàn Thánh Egidio xướng lên để mọi người suy tư và cầu nguyện. Từ năm 1990 đến nay, trên biển Địa Trung Hải hoặc trên các tuyến đường khác, có 43.390 người chết, không kể những người mất tích trong khi tìm cách đến châu Âu. Một con số bi thảm và tình hình đã trở nên tồi tệ hơn trong năm vừa qua. Từ tháng 6 năm 2020 đến nay, có 4.071 người đã thiệt mạng ở Địa Trung Hải và dọc theo các tuyến đường khác của lục địa châu Âu. Trong bài suy niệm, đi từ đoạn tin mừng nói về phép lạ Chúa làm cho cơn bão lắng dịu, Đức Hồng Y Parolin mời gọi mọi người hướng ánh mắt đến nhiều người bị thiệt mạng trong hành trình tìm kiếm niềm hy vọng. Tin mừng mời gọi chúng ta đến với tình huynh đệ để khám phá ra rằng chúng ta không thể thờ phượng Thiên Chúa trong khi có thái độ dửng dưng với anh chị em. Đức Hồng Y còn mời gọi mọi người cầu nguyện cho các lãnh đạo chính trị. Chúng ta cầu nguyện cho các thể chế châu Âu để cuối cùng vấn đề di cư tìm được câu trả lời đoàn kết. Thực tế, châu Âu chỉ có thể có được một tương lai gắn kết nếu vượt qua được việc tìm kiếm lợi ích cá nhân và theo đuổi chính sách trên phạm vi rộng lớn hơn, luôn hướng tới sự hội nhập. Nếu không tìm được sự thống nhất trong tình liên đới, châu Âu khó có thể tìm ở nơi khác, bởi vì các lợi ích cá nhân không làm cho các quốc gia thống nhất, trái lại đóng kín chính mình. Thảm cảnh của những người di cư chết ở Địa Trung Hải cũng đã là trung tâm sự quan tâm của Đức Thánh Cha trong buổi đọc kinh truyền tin hôm Chủ nhật ngày 13 tháng 6 vừa qua. Đức Thánh Cha nói rằng, Địa Trung Hải đã trở thành nghĩa trang lớn nhất châu Âu, và Ngài mời gọi mọi người
hãy thức tỉnh lương tâm để ủng hộ sự phát triển của một nhân loại liên đới hơn, phá vỡ bức tường thờ ơ. Công bố video và bài hát chính thức của Đại hội Thánh thể Quốc tế lần thứ 52. Budapest. Video chính thức chuẩn bị cho Đại hội Thánh thể Quốc tế lần thứ 52 dự kiến diễn ra từ ngày 5 đến ngày 12 tháng 9 tới đây đã được Đức Hồng Y Peter Erdo, Tổng giám mục của Tổng giáo phận Esztergom Budapest, công bố trong một buổi họp báo hôm thứ Hai ngày 14 tháng 6. Các nhân vật chính của video gồm một chuyên gia y tế trẻ đang chăm sóc cho một người già ốm yếu, một nhạc sĩ trẻ nhạc rock đeo thánh giá trên cổ, bất chấp những lời chế nhạo của bạn bè đồng trang lứa, một linh mục trẻ đang trải qua thời khắc khó khăn. Câu chuyện của ba người trẻ được kể trong video chính thức đã được phổ biến trên YouTube, kết thúc bằng việc cả ba đến nhà thờ chính tòa Budapest mang tên Thánh Stefano, vị quốc vương đầu tiên của đất nước, người đã đưa Kitô giáo vào Hungary vào năm 1000. Trong cuộc họp báo công bố video, Đức Hồng Y Edo giải thích về nội dung của video. Nội dung bài hát là sự kết hợp giữa cũ và mới, vì đây là phiên bản cập nhật của bài hát gốc được viết cho Đại hội Thánh thể năm 1938, lần sau cùng Budapest tổ chức sự kiện quan trọng này. Tại đại hội lần đó, Đức Hồng Y Eugenio Pacelli, Giáo hoàng Pio thứ 12 tương lai, đã tham dự với tư cách là vị đại diện giáo hoàng. Đại hội đã diễn ra trong bầu khí căng thẳng và sợ hãi do Thế chiến thứ hai. Vì thế, bài hát có nội dung khẩn cầu cho hòa bình và sự thống nhất của các dân tộc. Bài hát đã trở nên rất phổ biến đối với người Công giáo Hungary và hơn thế nữa, còn được hát trong thánh lễ do Đức Thánh Cha chủ sự vào ngày 1 tháng 6 năm 2019 tại Đền Thánh Đức Mẹ Simuleo Chiuc trong chuyến tông du của Đức Thánh Cha đến Rumani. Trong cuộc họp báo, Đức Hồng Y Edo cũng giới thiệu 12 đại sứ Đại hội Thánh thể, gồm các nhạc sĩ, ca sĩ và thi sĩ nổi tiếng, những người muốn trở thành nhân chứng của Thánh thể. Lẽ ra Đại hội Thánh thể Quốc tế lần thứ 52 được tổ chức từ ngày 13 đến ngày 20 tháng 9 năm 2020, nhưng do đại dịch, đại hội đã được dời đến năm nay, từ ngày 5 đến ngày 12 tháng 9 năm 2021. Đại hội có chủ đề là Mọi nguồn mạch của con ở nơi người. Ngôi nhà gia đình Abraham tại Abu Dhabi sẽ được khánh thành vào năm 2022. Trong một tuyên bố hôm 15 tháng 6, Ủy ban cấp cao về tình huynh đệ nhân loại cho biết, ngôi nhà gia đình Abraham bao gồm một hội đường Do Thái, một nhà thờ và một đền thờ Hồi giáo trong một khu phức hợp được dự kiến khánh thành vào năm 2022 đã hoàn thành 20%. Ngôi nhà gia đình Abraham là dự án có tên tổ phụ Abraham, nhân vật trong Cựu Ước, người được nhìn nhận và tôn kính bởi các tín đồ của ba tôn giáo độc thần là người Do Thái, tín đồ Hồi giáo và Kitô hữu, được xây dựng trên đảo Sadias ở Abu Dhabi, thủ đô của các tiểu vương quốc Ả Rập Thống Nhất. Dự án được theo dõi chặt chẽ bởi Đức Thánh Cha và Đại Imam Ahmed Aitayes của Đại học Al-Zahar, những người đã tán thành thiết kế. Dự án do nhà kiến trúc Sir David Isaacs thiết kế, nắm bắt được những giá trị được chia sẻ bởi ba tôn giáo trên. Như vậy, khu phức hợp kể lại lịch sử một cách sáng tạo và xây dựng cầu nối giữa các nền văn minh của con người và các sứ điệp của Thiên Chúa. Tên của ba nơi thờ phượng riêng biệt trong quần thể. Ngôi nhà gia đình Abraham được chính thức công bố là đền thờ Hồi giáo Imam Tayes, nhà thờ Francisco và hội đường Moses Ben Maimon. Ngoài ba nơi thờ phượng, địa điểm này còn bao gồm một trung tâm văn hóa nhằm khuyến khích mọi người nêu gương tình huynh đệ và tình liên đới của con người trong một cộng đồng tôn trọng các giá trị của sự tôn trọng lẫn nhau và chung sống hòa bình, đồng thời bảo tồn được nét độc đáo của mỗi tín ngưỡng. Theo tinh thần của tài liệu về tình huynh đệ nhân loại, khu phức hợp ngôi nhà gia đình Abraham sẽ chào đón tất cả những du khách muốn đến thờ phượng, tìm hiểu và tham gia đối thoại. Ngoài ra, nó sẽ cung cấp một loạt các chương trình và hoạt động hàng ngày và sẽ tổ chức các hội nghị quốc tế và hội nghị thượng đỉnh thế giới về sự chung sống hài hòa trong các cộng đồng. Burkina Faso đặt tên Đức Giáo Hoàng Biển Đức 16 cho con đường ở thủ đô. Burkina Faso. Hôm ngày 13 tháng 6, tại thủ đô Ouagadougou của Burkina Faso đã diễn ra nghi lễ khánh thành con đường mới có tên Rue Papa Benoît 16, đường Đức Giáo Hoàng Biển Đức 16. Con đường này trước đây được gọi là đường 54.160, là nơi có tòa sứ thần của nước này. Đức Hồng Y Philippe Ouédraogo của Burkina Faso mô tả Đức Biển Đức 16 là một mục tử vĩ đại và nhận định rằng việc đặt tên đường theo tên Đức Nguyên Giáo Hoàng Biển Đức 16 mang lại hy vọng cho Burkina Faso, cho châu Phi và cho thế giới và thúc đẩy tinh thần đối thoại, hòa giải, công lý và hòa bình trong trái tim của tất cả mọi người.
Đức Hồng Y Tổng Giám mục của Ouagadougou nói thêm, chúng ta hãy biến con đường này thành một nơi mà hòa bình đánh thức đức tin. Đức Tổng Giám mục Michel Crotty, sứ thần tòa thánh tại Burkina Faso và Niger nói rằng, việc đặt tên đường là một dấu hiệu của lòng biết ơn đối với Đức Giáo Hoàng, hiện là Nguyên Giáo Hoàng, người đã thành lập tòa sứ thần tại Ouagadougou vào ngày 12 tháng 6 năm 2007 và cùng ngày bổ nhiệm Đức Tổng Giám mục Vito Ranto làm sứ thần tòa thánh đầu tiên thường trú tại Burkina Faso. Đức sứ thần cảm ơn hội đồng thành phố Ouagadougou vì vinh dự được ban tặng cho Đức Nguyên Giáo Hoàng. Ngài nói thêm rằng con đường cũng rất quan trọng vì văn phòng viện trưởng của Đại học Công giáo Tây Phi cũng nằm trên đường biển Đức 16. Ngài nói, cá nhân tôi rất vui vì từ nay trở đi, trụ sở chính của Đại học Công giáo Tây Phi sẽ mang tên của Đức Giáo Hoàng biển Đức 16, được biết đến với trí thông minh và sức mạnh trí tuệ cũng như sự cống hiến của Ngài trong việc tìm kiếm chân lý. Ama Buende, thị trưởng của Ouagadougou, mô tả Đức biển Đức 16 là một người luôn hoạt động cho sự hòa giải giữa các dân tộc, cho cuộc đối thoại giữa các tôn giáo và cho đức tin. Ông nói, việc đổi mới tên gọi của con đường này sẽ tiếp tục ghi sâu vào ký ức của cộng đồng dân cư chúng ta, tên của một nhân vật lỗi lạc là Đức Giáo Hoàng biển Đức thứ 16. Burkina Faso là một quốc gia ở Tây Phi, có dân số 20 triệu người, khoảng 19% trong số đó là người Công giáo. Quý vị vừa theo dõi bản tin ngày 17 tháng 6 của Vatican News tiếng Việt. Vatican News tiếng Việt. Chuyên mục Gặp Đức Giáo Hoàng. Kính thưa quý thính giả, trong buổi tiếp kiến chung sáng thứ Tư 16 tháng 6, trước sự tham dự của hơn 500 tín hữu hiện diện tại San Damaso ở nội thành Vatican, Đức Thánh Cha Francisco đã trình bày bài giáo lý cuối cùng trong loạt bài về đề tài cầu nguyện đã được bắt đầu từ tháng 5 năm ngoái. Tập trung suy tư về lời cầu nguyện linh mục của Chúa Giêsu trong bữa tiệc ly, Đức Thánh Cha lưu ý rằng trong những giờ phút cuối của cuộc sống trần gian, những lời cầu nguyện liên lỉ của Chúa Giêsu với Chúa Cha càng trở nên tha thiết và nhiều hơn khi người bước gần đến cái chết và phục sinh mang lại ơn cứu độ cho chúng ta. Trong lời cầu nguyện linh mục, Chúa khẩn cầu cho các môn đệ của người và cho tất cả những ai sẽ tin nhờ lời của họ. Trong cơn hấp hối trong vườn cây dầu, Chúa dâng lên Chúa Cha nỗi thống khổ của mình và yêu thương đón nhận thánh ý của người. Vào giờ phút đen tối nhất của cuộc thương khó trên thập giá, Chúa Giêsu tiếp tục cầu nguyện, sử dụng những lời cầu nguyện truyền thống trong sách Thánh Vịnh, đồng hóa mình với những người nghèo khổ và bị bỏ rơi trên thế giới. Trong những khoảnh khắc đó, Chúa chịu đóng đinh mang trên mình gánh nặng của tất cả tội lỗi của thế giới. Vì chúng ta, người trải qua sự xa cách, ngăn cách tội nhân với Thiên Chúa và trở thành đấng chuyển cầu tối cao và vĩnh cửu cho toàn thể nhân loại. Đức Thánh Cha nhắn nhủ các tín hữu rằng, trong đời sống cầu nguyện của chính mình, chớ gì chúng ta luôn tâm niệm rằng Chúa không ngừng cầu nguyện cho chúng ta, liên kết chúng ta vào cuộc đối thoại vĩnh cửu của người với Chúa Cha trong sự hiệp thông của Chúa Thánh Thần. Mở đầu bài giáo lý, Đức Thánh Cha nhắc lại rằng cầu nguyện là một trong những nét đặc trưng rõ ràng nhất trong cuộc đời của Chúa Giêsu. Chúa cầu nguyện và cầu nguyện rất nhiều. Trong quá trình thực hiện sứ mệnh, Chúa Giêsu đã đắm mình trong cầu nguyện bởi vì cuộc đối thoại với Chúa Cha là cốt lõi sâu sắc của tất cả cuộc sống của người. Đức Thánh Cha nhận xét, các sách tin mừng làm chứng rằng lời cầu nguyện của Chúa Giêsu càng trở nên mãnh liệt và nhiều hơn trong những giờ phút của cuộc thương khó và sự chết của người. Thật vậy, những sự kiện cao điểm cho cuộc đời của người tạo nên cốt lõi trung tâm của lời rao giảng Kitô giáo. Những giờ phút cuối cùng Chúa Giêsu sống tại Jerusalem là trọng tâm của tin mừng, không chỉ vì các thánh sự dành nhiều chỗ hơn cho tường thuật này, nhưng còn vì sự kiện Chúa chết và phục sinh như một tia chớp chiếu sáng phần còn lại trong cuộc đời của Chúa. Chúa không phải là một nhà từ thiện chăm lo những đau khổ và bệnh tật của con người. Người là như thế và còn hơn thế nữa. Nơi người không chỉ có sự tốt lành, còn có ơn cứu độ, không phải ơn cứu độ theo một thời kỳ, là kiểu có thể cứu khỏi bệnh tật hay một khoảnh khắc tuyệt vọng, nhưng là ơn cứu độ toàn diện, ơn cứu độ của đấng thiên sai, mang lại hy vọng vào chiến thắng vĩnh viễn của cuộc sống trên sự chết. Đức Thánh Cha nói thêm, do đó, trong những ngày cuối của lễ vượt qua cuối cùng của Chúa Giêsu,
chúng ta thấy người hoàn toàn đắm mình trong cầu nguyện. Chúa cầu nguyện rất nhiều trong vườn Gethsemane, bị đau khổ thân xác hành hạ. Tuy nhiên, chính trong giây phút đó, Chúa Giêsu đã gọi Thiên Chúa là Abba, là Cha. Đức Thánh Cha giải thích, từ ngữ tiếng Aram này, ngôn ngữ của Chúa Giêsu thể hiện sự thân mật và tin cậy. Chính vì cảm thấy bóng tối bao trùm quanh mình, Chúa Giêsu vượt qua nó bằng một từ đơn sơ, Abba, Cha ơi. Tiếp tục bài giáo lý, Đức Thánh Cha nói, Chúa Giêsu cũng cầu nguyện trên thánh giá, bị bao phủ trong bóng tối của sự im lặng của Thiên Chúa. Và một lần nữa, từ Cha lại xuất hiện trên môi người. Đó là lời cầu nguyện tha thiết nhất, vì trên thập giá, Chúa Giêsu là đấng chuyển cầu tuyệt đối. Chúa cầu nguyện cho người khác, cho tất cả mọi người, ngay cả cho những người đã lên án người, mặc dù không một ai ngoài một tên vô lại đáng thương đứng về phía người. Mọi người chống lại Chúa hoặc thờ ơ với người, chỉ có kẻ bất lương đó nhận ra đấng quyền năng. Lạy Cha, xin tha cho họ vì họ không biết việc họ làm. Giữa bi kịch, trong nỗi đau đớn tột cùng của tâm hồn và thể xác, Chúa Giêsu cầu nguyện bằng những lời thánh vịnh. Cùng với những người nghèo khổ trên thế giới, đặc biệt là những người bị mọi người lãng quên, Chúa thốt lên những lời bi thương của Thánh Vịnh 22. Lạy Thiên Chúa của con, sao Chúa bỏ con? Chúa cảm thấy bị bỏ rơi và người đã cầu nguyện. Thánh giá đã thực hiện ân sủng của Chúa Cha đấng ban tặng tình yêu, nghĩa là ơn cứu độ của chúng ta được thực hiện. Chúa Giêsu cũng khẩn cầu Chúa Cha, Thiên Chúa của con, lạy Cha, con phó thác linh hồn con trong tay Cha. Tất cả những điều xảy ra trong 3 tiếng đồng hồ trên thánh giá đều là lời cầu nguyện. Do đó, Chúa Giêsu cầu nguyện trong những giờ phút quyết định của cuộc thương khó và của sự chết. Đức Thánh Cha nhận định, Chúa Cha đã nhận lời người bằng sự phục sinh. Lời cầu nguyện của Chúa Giêsu thật mãnh liệt. Lời cầu nguyện của Chúa Giêsu là độc nhất và cũng trở thành cứu mẫu cho lời cầu nguyện của chúng ta. Chúa Giêsu đã cầu nguyện cho mọi người, người cũng đã cầu nguyện cho tôi, cho mỗi người trong anh chị em. Mỗi người chúng ta có thể nói, trên thánh giá, Chúa Giêsu đã cầu nguyện cho tôi. Chúa Giêsu có thể nói với chúng ta, với mỗi người chúng ta, ta đã cầu nguyện cho con trong bữa tiệc ly trên thánh giá. Đức Thánh Cha khẳng định, ngay cả trong nỗi đau nhất, trong những đau khổ của chúng ta không bao giờ cô đơn. Lời cầu nguyện của Chúa Giêsu ở với chúng ta. Đức Thánh Cha khuyến khích các tín hữu tiếp tục cầu nguyện để lời Chúa giúp chúng ta tiến bước. Kết thúc bài giáo lý, Đức Thánh Cha nói rằng đối với Ngài, điều tốt nhất cần ghi nhớ là ân sủng, là chúng ta không chỉ cầu nguyện, nhưng có thể nói chúng ta đã được cầu nguyện cho. Chúng ta đã được đón nhận vào cuộc đối thoại của Chúa Giêsu với Chúa Cha và trong sự hiệp thông của Chúa Thánh Thần. Chúa Giêsu cầu nguyện cho tôi. Đức Thánh Cha nhắc các tín hữu ghi nhớ điều này và đừng quên nó. Ngài nói tiếp, ngay cả trong những khoảnh khắc tồi tệ nhất, chúng ta đã được đón nhận vào cuộc đối thoại của Chúa Giêsu với Chúa Cha trong sự hiệp thông của Chúa Thánh Thần. Chúng ta được Chúa Giêsu Kitô yêu mến và thậm chí trong giờ phút của cuộc thương khó, sự chết và sự phục sinh, mọi thứ đã được hiến dâng vì chúng ta. Đức Thánh Cha kết luận, và vì vậy, bằng cầu nguyện và bằng cuộc sống, chúng ta chỉ cần có can đảm và hy vọng. Và với lòng can đảm và hy vọng này, mạnh mẽ nghe lời cầu nguyện của Chúa Giêsu và tiến bước, để cuộc sống của chúng ta làm vinh danh Thiên Chúa khi nhận thức rằng Chúa cầu nguyện với Chúa Cha cho tôi, Chúa Giêsu cầu nguyện cho tôi. Buổi tiếp kiến kết thúc với kinh lạy Cha và phép lành Đức Thánh Cha ban cho các tín hữu. Vatican News tiếng Việt. Chuyên mục Giáo huấn vui. Anh Huy và Trending. Xin chào quý vị trở lại với Giáo huấn vui của Vatican News tiếng Việt. Và chúng ta đang tìm hiểu tông huấn niềm vui của tình yêu về đời sống hôn nhân và gia đình kỳ số 49 từ số 175 đến số 177. Mà bài kỳ trước là hình như là mình hát về cái gì mà tình mẹ, tình cha nghĩ mẹ vậy đó phải không? Cậu đã từng nghe chưa? Nghe gì? Mẹ ơi, mẹ đẹp như tiên.
mẹ thêm dấu huyền mẹ gửi cho con. Đấy, đó là lý do tại sao Trần Tuấn rất là quý những người mẹ. Đó, đây ạ. Vì vậy nên phải ưu tiên các bậc làm mẹ đầu tiên. Và nếu mà quý vị nhớ kỹ thì tuần trước Trần Tuấn của chúng ta đã hát nguyên một bài mẹ yêu dài thòng lòn luôn. Đó, hát xong hết giờ luôn á. Thành ra là không còn chỗ cho các ông bố, và tuần này thì chúng ta sẽ bù đắp cho các ông bố. Bởi vì vai trò của các ông bố cũng cực kỳ là quan trọng. Mà đúng, tôi thấy là không được cân lắm, không công bằng. Bố mà lại mờ nhạt như vậy là không được. Đúng rồi, một khi đã nói đến các ông bố là phải là máu lửa đúng không? Chuẩn, mà một khi đã máu đừng hỏi bố cháu là ai nhá. Đấy, nên là số này mình phải nói về tình yêu của người mẹ và của người cha TT. Ủa mà người cha TT là sao, tê giác TT gì ở đây? TT ở đây có nghĩa là tiếp theo. Dài dòng quá, thôi chúng ta vào bài mới luôn để xem Tuấn Thanh Trà nói gì về người cha quý vị nhé. Số 175, người mẹ. Hỏi gì? Vừa mới nói là nói về người cha mà. Thì cậu cứ từ từ nhìn vào mẹ mới thấy được khuôn mặt của cha. Là nghe này, thâm thúy. Người mẹ bảo bọc đứa con của mình bằng sự dịu dàng và cảm thương sẽ giúp khơi dậy sự tin tưởng nơi con trẻ, đồng thời giúp nó cảm nhận thế giới này là một nơi tốt lành tiếp nhận nó. Điều này cho phép nó phát triển lòng tự trọng, hầu giúp nó có khả năng gần gũi và biết cảm thông. Và trong một diễn biến khác thì người cha sẽ giúp đứa trẻ nhận thức được các giới hạn của thực tế và chủ yếu là mang tính định hướng. Đúng không? Cha là chỉ cho con đó. Để hướng ra thế giới rộng lớn hơn với đầy những thách đố, bởi vì người cha có kinh nghiệm rồi, cha đã từng ra đời rồi, không? Nhằm mời gọi con biết nỗ lực và chiến đấu. Có nghĩa là sống như một mũi tên đúng không? Đấy. Có định hướng. Đấy. Đó. Và Đức Thiên Cha nói rằng là một người cha với một căn tính rõ ràng và hạnh phúc của một người nam, dung hợp được lòng thương mến và sự tiếp nhận của người vợ. Người nam ấy, một ông bố ấy, cần phải biết chăm sóc con cái mình như một người mẹ nữa. Trong thực tế thì có những cái vai trò hay những cái nhiệm vụ trong gia đình á, phải cần được uyển chuyển và được thích nghi tùy theo hoàn cảnh cụ thể của mỗi gia đình đó. Nhưng mà nói gì thì nói, sự hiện diện rõ ràng và xác thực của hai bộ mặt, người nữ và người nam, là cha và mẹ, mẹ và cha chứ xin lỗi, sẽ tạo nên môi trường thích hợp nhất cho sự trưởng thành của trẻ. Và hết số 175 này thì tôi thấy gương mặt của người cha ở đây đúng là quá chuẩn X-Men. Như bữa nay ông ký hợp đồng với hãng dầu gội X-Men hồi nào vậy? Ông ý ở đây là chuẩn men, có nghĩa là chuẩn một người đàn ông. Ủa mà nghĩa là sao? Nghĩa là đàn ông đích thực là cần phải biết định hướng cho một gia đình, là một người cầm lái gia đình. Đấy. Đó. Thành ra là những người là cha là người đàn ông đích thực đúng không? Đúng rồi. Mà đỉnh không phải là một người cha đúng không? Đúng không? Đúng không? Không, bữa này đang định hướng trở thành một người cha gọi là thiêng liêng. Cha thiêng liêng. Bởi vì sao? Biết không? Đức Thánh Cha nói rằng một người cha không chỉ là biết định hướng cho con cái, mà còn cần phải có sự gì? Sự dịu dàng, sự cảm thương, sự tin tưởng, sự cảm nhận thế giới, lòng tự trọng, sự gần gũi. Nói chung là nói đến những đặc tính của người cha. Có thể là không có sinh con, đẻ cái, nhưng mà cũng có thể là những người cha. Đúng rồi. Rồi. Nói chung là đỉnh đang cố ngụy biện cho việc đưa ra kết luận đỉnh không phải là người đàn ông đích thực. Đúng rồi, người đàn ông đích thực bởi những hành động chứ không phải là do bẩm sinh. Chứ đâu có phải là nói là tôi là người đàn ông đích thực cứ thế là được đâu, đúng không? Đâu phải lời nói đâu, hành động cụ thể, động một sự đấy, gần gũi, cảm thương người khác. Cho nên đọc giáo huấn vui không chưa đủ thôi nha, phải sống giáo huấn vui. Tính ra là bẩm sinh là cũng có thôi. Tại vì một đứa con mà sinh ra trong lòng một người cha mà gọi là dịu dàng, cảm thương như lúc mày cậu nói đó, rồi tin tưởng, rồi cảm nhận thế giới có chiều sâu vân vân, thì cái đứa con đó bảo đảm nó cũng sẽ có một tí gì đó là cái gen của ông bố. Nên là có tính bẩm sinh đúng không? Đó. Cho nên là người bố ảnh hưởng rất là quan trọng trên đứa con là như vậy. Mà tôi thấy không những thế nha, không chỉ là những điều đẹp lung linh, không chỉ là những đức tính tốt đẹp, mà quan trọng nhất á, cái mà được gọi là nhà là gì? Nhà là chỗ mà mình ở, mình không phải trả tiền trọ. Trời ơi, tuyệt vời. Toàn rồi. Nhà ở đây là nơi để trở về, là nơi mình cảm thấy được an toàn, được nâng đỡ, là nơi mình cảm thấy mình sẵn sàng được đón nhận cái sai của mình, được chấp nhận sai. Và khi mà đã sai đó, thì chính người cha là người giúp đứa con nhận thấy những sai lầm của mình, những giới hạn của mình. Rồi từ đó làm gì? Đưa ra những định hướng, rồi hướng ra một thế giới rộng hơn, thách đố hơn, nhưng mà với sự dũng cảm và sự tự tin. Hèn chi người ta hay nói là có cái bài hát gì bố là con ngựa, bố là con ngựa, em cưỡi em chơi gì đó, đó là do người cha cõng đứa con trên vai. Bố là tàu lửa, bố là xe hơi, bố là con ngựa em cưỡi em chơi, bố là thuyền nan cho em vượt sóng, bố là sông rộng cho thuyền em bơi, bố là bờ đê cho em nằm ngủ, bố là phi thuyền cho em
không gian. Bố, bố là bờ đê cho em nằm ngủ. Bố, bố là phi thuyền cho em bay vào không gian. Bố, bố là tất cả. Bố ơi, bố ơi, bố là tất cả. Bố ơi, bố ơi, bố là tất cả. Bố ơi, bố ơi, những lúc bố mệt, bố là bố thôi. Đó thông có những lúc bố mệt, đứa con vẫn cảm giác được cái tình cảm ấm nồng của bố qua những giọt mồ hôi. Đúng rồi, đời đời thách đố, có bố thì sợ gì đúng không? Đấy, có bố thì vẫn sợ mẹ, chứ sợ gì làm gì, gì chỉ là em của mẹ thôi. Rồi, vào số 176 đi ông, gì với mẹ cái gì ở đây? Đây, người ta nói rằng là xã hội chúng ta ngày nay là một xã hội không có những người cha. Trời, gì kinh mà. Sao ta tùm chả hiểu thôi, đọc tiếp coi. Đức Thánh Cha bảo rằng trong nền văn hóa Tây Phương, có lẽ khuôn mặt của người cha bị thiếu vắng, bị méo mó và đôi khi là bị giấu đi. À, là thiếu những người cha đích thực đúng không? Đó, ngay cả nam tính xem ra cũng đang có vấn đề. Wow. Là về giới tính hay là về cái tính cách hay là về làm sao? Cả hai. Và thực tế là đang có một cái sự lẫn lộn mà ta khó có thể hiểu được. Bởi lẽ làm sao? Lúc đầu á thì điều này được xem là một sự giải phóng. Giải phóng của một người cha như là một chủ nhân, như một ông chủ của một gia đình, như là kẻ đại diện của luật pháp, áp đặt từ bên ngoài vào, cái gì cũng dồn ép người ta hết trơn. Như là một kẻ kiểm duyệt hạnh phúc của con cái. Rồi dám dám thị quá. Đó là phải cha đặt đâu con ngồi đó đúng không? Và đôi khi còn là trở ngại cho sự giải phóng, cho sự tự lập của những đứa trẻ nữa. Là văn hóa phương Tây như vậy đúng hả? Và đôi khi trong quá khứ thì Đức Thánh Cha nói là nơi một số gia đình cũng đã từng có cái tình trạng là cai trị độc đoán. Đó, cái này Việt Nam cũng có như vậy không? Đó, gia trưởng ấy. Gia trưởng, nhưng mà cũng tùy, có cái gia trưởng cũng theo nghĩa tốt lắm, hội gia trưởng. Trời ơi, ông siêng năng lắm, tối nay ông chủ nhau đi đọc kinh. Đó, đọc kinh sau lại làm vài lít. Vế đầu có vẻ ngon rồi, vế thứ hai là không biết căng rồi đó. Nhưng mà Đức Thánh Cha bảo rằng như thường vẫn xảy ra, người ta đi từ cực đoan này đến cực đoan khác. Mà cực đoan ở đây là gì? Là cái vấn đề thời đại ngày nay ấy, xem ra không còn chủ yếu là sự hiện diện độc đoán của người cha nữa, mà nguy hiểm hơn đó là sự thiếu vắng vai trò của người cha trong gia đình. Như là khiếm diện, khiếm khuyết luôn đúng không? Đúng rồi. Và những người cha trong xã hội này có khi là quá tập trung vào bản thân cũng như là công việc của mình, và đôi khi tập trung vào những cái thành tựu cá nhân mà quên gia đình. Đặt thành công lên trên hết đúng không? Và chính ở trong trường hợp đó thì họ bỏ mặc những đứa trẻ, bỏ mặc gia đình của mình, bỏ mặc con cái của mình bơ vơ. Và khi đó đứa trẻ ngồi trong nhà bơ vơ thì nó sẽ tự đặt câu hỏi là: cha ơi, cha ở đâu? Mẹ ơi, mẹ ở đâu? Mưa rơi, ôi lạnh quá, gió buốt từng cơn, con nằm bơ vơ, nằm mơ một mái nhà có mẹ và có cha. Tại sao sinh em trong cuộc đời mà sao không cho em là người? Tại sao em lang thang lạc loài, em nào có tội gì đâu? Đó, đứa trẻ không có tội gì hết, mà nhiều khi sống trong gia đình không được bố mẹ quan tâm thì nó cũng không khác gì những trẻ mồ côi. Thật ra thì ngày nay người ta không còn quan tâm nhiều đến gia đình nữa, cũng một phần bởi vì các phương tiện truyền thông, các kỹ nghệ giải trí như là Facebook, rồi thậm chí là những video giải trí nhảm nhí đó. Thì đó, bố thì cầm MacBook, mẹ thì cầm iPad, con thì dán mắt vào iPhone. Toàn là quả táo không đúng không? Mà mỗi người cắn quả táo của mình đó, chứ không thấy không quả táo khoét lỗ là không có ai quan tâm đến quả táo của ai đúng không? Mà thậm chí ngày nay chính những người lớn, những người cha, người mẹ cũng thiếu xác tín, cũng thiếu sự kiên định. Và chính họ cũng cảm thấy mình không đủ để cung ứng cho con cái mình những cái định hướng, những cái đảm bảo chắc chắn. Bởi vì người ta chỉ có thể cho đi những gì mà mình có thôi. Và Đức Thánh Cha nhận xét rằng việc hoán đổi vai trò giữa cha mẹ và con cái là một điều không có lành mạnh lắm đâu. Bởi vì nó làm tổn hại đến tiến trình trưởng thành thích đáng cần thiết của trẻ nhỏ, và khước từ một tình thương khả dĩ hướng dẫn trẻ nhỏ và giúp chúng trưởng thành. Và hết số 176 này thì tôi thấy tội các người cha quá. Quá khứ thì bị mang tiếng là gì? Là độc đoán, là Hitler, là Tần Thủy Hoàng, là độc tài nè. Còn bây giờ thì làm sao? Bị coi là quá mờ nhạt. Đấy. Là do lo công việc, là không thèm quan tâm đến gia đình. Cũng vì vậy mà người lớn cũng bị đối xử thiếu tôn trọng nữa. Tại vì khi mà trẻ nó thấy bố mẹ không có quan tâm, không có một cái tương quan gì với nó, thì nó cũng chỉ coi như là nói xin lỗi người giúp việc trong nhà thôi. Mà đàn ông sống phóng khoáng quá thì cũng khổ, mà sống chi li quá cũng khổ. Bởi vì sống chi li thì người ta bảo là sau lưng một người đàn ông chi li là một người phụ nữ rất đa nghi.
Trời ơi, tôi nói số này là quá tội nghiệp cho mấy ông bố luôn á. Thôi giờ mình qua số mới coi có gì sáng sủa không. Nhưng mà bây giờ trở lại với số cuối cùng của ngày hôm nay này, số 177. Thiên Chúa đặt người cha trong gia đình để với những tính cách quý giá nam tính của ông gần gũi với người vợ để chia sẻ mọi sự, niềm vui cũng như là đau khổ, vất vả cũng như là hy vọng. Và để người cha ấy gần gũi với con cái của mình trong tiến trình những đứa con trưởng thành, khi chúng chơi đùa và học hành, khi chúng vô tư và lo lắng, khi chúng nói năng hay là im lặng, và khi chúng dạn dĩ hay là sợ hãi, khi chúng lầm đường lạc lối hay là tìm lại được hướng đi, luôn luôn cần một điều quan trọng, đó là sự hiện diện của người cha. Nói rằng là người cha hiện diện không có nghĩa là nói là cha cứ đứng đó kè kè kiểm soát đứa con ngay bên. Bởi vì người cha kiểm soát đứa con cái chặt chẽ thì sẽ hủy hoại chúng, không? Đúng rồi. Phá tự do, phá sự sáng tạo của nó. Cũng có khi một số người cha cảm thấy rằng mình vô dụng hoặc là không cần thiết. Nhưng mà thật ra con cái cần thấy một điều gì? Cần thấy một người cha đang chờ đợi mình. Chờ đợi mình khi mà mình trở về sau những thất bại. Và có lẽ là những đứa con sẽ làm mọi cách để nó không thừa nhận thất bại của nó, không để cho người cha cảm thấy là nó đang cần ông, nhưng mà thực sự là nó đang rất cần. Đúng rồi, khi mà mình thất bại, khi mà mình cảm thấy lạc lõng thì cần lắm một cái người mà ở bên mình lắng nghe thôi cũng được. Bởi vì làm sao? Con mà không có cha thì cũng như nhà không có nóc. Đó. Nhưng mà Đức Thánh Cha còn nói là trẻ em mà không có cha thì cũng có nghĩa là chúng bị tước mất tuổi thơ trước thời gian. Đó. Và do đó là điều không tốt. Đúng rồi. Và hết số 177 này thì tớ thấy rằng đúng là gương mặt của những ông bố đó có vẻ như là sáng hơn đấy. Phải vậy chứ. Mà nghe đến đây chắc là mấy ông bố là mũi hơi bị nở to rồi. Đấy, cho nên bây giờ là các bố là phải subscribe này, rồi mở Radio Vatican News tiếng Việt đầu tiên để nghe. Chứ không thôi là vai trò của người cha trong gia đình là sẽ bị mấy bà lấn át hết. Đúng rồi. Đó, vì mình đâu kém phần quan trọng đâu, mà đặc biệt hai MC, quý vị thấy không? Hai nam đây, thanh niên. Mà quan trọng là tìm hướng đi đúng không? Bây giờ mình phải làm sao các bố là phải luôn luôn dẫn đầu. Đấy. Bởi vì sao? Hàng đầu không biết đi đâu không biết, nhưng mà hàng đầu thì cứ phải đi. Đấy, cứ phải đi, đó. Chứ để một mình các bà mẹ đi không thì không có được. À, vậy hôm nay chúng ta mới nói là có cả cha lẫn mẹ để đứa con được phát triển hài hòa, cân đối, không bị lật. Mà Việt Nam mình có câu ca dao hơi bị hay luôn. Câu gì cậu? Công cha như núi Thái Sơn, nghĩa mẹ như nước trong nguồn chảy ra, một lòng thờ mẹ kính cha, cho tròn chữ hiếu mới là đạo con. Vì vậy nên hôm nay mình phải đặc biệt nói về người cha. Không những nói mà mình phải hát nữa. Vậy thì mình tặng những người cha một bài đi. Ơn cha như Thái Sơn cao bao tầng, ngoài tuy cương quyền mà lòng thương mến. Ơn cha như đuốc cao soi trên đường, đuốc soi tâm hồn dẫn con tìm hướng. Ơn cha như bóng cây xanh trên ngàn, tình cha tha thiết, lòng cha âu yếm. Ơn cha như mái hiên che nắng trường, gió mưa xa gần, nắng sương không sờ. Nào những khi con buồn, người đến bên vỗ về, bàn tay xoa trên mái tóc mến thương. Đôi lúc cha khuyên con trong những khi sai lầm, thì còn bàn tay cương quyết nào. Vâng, vậy thì xin hẹn gặp lại quý vị và các bạn vào thứ năm tuần tới trong chuyên mục Giáo huấn vui của Vatican News tiếng Việt. Xin chào và hẹn gặp lại. Cảm ơn quý vị đã chú ý lắng nghe chương trình Radio Vatican của Vatican News tiếng Việt. Xin Thiên Chúa chúc lành cho quý vị và toàn gia quyến. Laudetur Jesu Christus, ngợi khen Chúa Giêsu Kitô.